Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay David sẽ đến công viên chơi trong lúc anh David đi tập đá banh đó mọi người. Chiều nay tự nhiên David muốn mặc bộ đồ Halloween chạy quanh nhà chơi rồi nè. Rồi anh chơi một hồi thì anh muốn ra sau vườn tìm ba. Trong lúc đó thì anh David đang ngồi ăn bánh năm sáu mình lồn lúc nãy. Mọi người luôn thấy David và Devin mỗi lần ăn là đọc sách vì hình em rất là thích sách. Sau khi David ăn xong thì vợ chồng Văn sẽ chở David đi đá banh. Trong lúc David đá banh thì em Devin sẽ ra công viên chơi. Devin thì rất là thân thiện. Đi đâu mà gặp E dù là chưa quen biết nhưng Devin kết bạn rất là nhanh. Cứ thế là David hòa nhập và gặp bọn chơi rồi nè mọi người. Mọi người cũng có thể thấy mùa hè con nít bên này ra công viên rất là đông. Vâng, để David chơi một tí và sau đó Vâng và David sẽ về trở lại chỗ David đang đá banh. Có ông xã Vâng đứng ở đó xem David. Giờ thì David chơi xong rồi nè mọi người. Nay Vâng cũng xin dừng video ở đây. Vâng xin chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ và an yên. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu mọi người thích video này, hãy tặng cho Vân một sub, share, like và comment để Vân có động lực tiếp tục làm nha mọi người.